Xin chào các bạn đã đến với kênh Hóng Tin Mới TV. Nghe tin tức mới nhất nha. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông báo từ kênh nhanh nhất nhé. Tin tối ngày 19 tháng 3, Văn Hậu đã có quyết định sai lầm nhất sự nghiệp. Theo tiền đạo Mạc Hồng Quân, Đoàn Văn Hậu đã sai lầm khi quyết định chuyển đến Hà Lan thi đấu. Chân sút của câu lạc bộ Than Quảng Ninh, vị thế của Văn Hậu đã có thể tốt hơn hiện tại ở Heerenveen Vinh nếu ngôi sao người Thái Bình chọn đá cho một đội bóng nước ngoài nào ở châu Á hoặc châu Âu, nhưng có trình độ thấp hơn giải VDQG Hà Lan. Để có chỗ đứng trước khi chuyển sang Hà Lan chơi bóng, Mạc Hồng Quân nhận định rằng Đoàn Văn Hậu là một trong những tài năng lớn nhất bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trình độ của V-League so với giải VDQG Hà Lan chênh lệch quá lớn nên hậu vệ người Thái Bình rất khó có cơ hội thể hiện tài năng tại đây. Tương tự, trình độ của Văn Hậu vẫn còn ở một khoảng cách xa so với các cầu thủ châu Âu nên quá khó cho tuyển thủ Việt Nam tìm được chỗ đứng tại Heerenveen. Gia nhập Heerenveen vào tháng 9 năm 2019, Văn Hậu mới chỉ đá đúng 4 phút cho một đội bóng Hà Lan này. Theo đồn thổi, hậu vệ 20 tuổi sẽ trở lại câu lạc bộ Hà Nội sau khi mùa 2019-20 kết thúc. Real Valladolid từ chối kiểm tra COVID-19. Theo tờ Marca, toàn bộ thành viên đội 1 của Real Valladolid đã từ chối dùng những bộ kit thử COVID-19 do ban tổ chức La Liga cung cấp cho họ. Đội bóng do người ngoài hành tinh Ronaldo làm chủ cho hay, toàn bộ cầu thủ của họ không có triệu chứng nhiễm bệnh và có sức khỏe bình thường nên không cần dùng những kit thử COVID-19 này và nhường chúng cho những người cần dùng hơn. 15 trường hợp của Ajax dương tính với COVID-19. Câu lạc bộ Ajax xác nhận có 15 thành viên của đội bóng này dính COVID-19. Trong số này có 3 cầu thủ đội 1, 7 thành viên thuộc ban huấn luyện và 5 cầu thủ thuộc đội bóng rổ của đội bóng xứ Basket. Chelsea nhắm mua Coutinho. Theo S, Bayern Munich sẽ không mua Đức Coutinho từ Barcelona vào hè 2020 sau khi hợp đồng cho mượn giữa hai bên hết hạn. Cũng theo nguồn tin này, huấn luyện viên Lampard rất muốn có Coutinho và đã yêu cầu BLD Chelsea chi tiền để đưa ngôi sao Brazil về Stamford Bridge. Quy luật sẵn sàng đá không lương cho Chelsea, ngôi sao người Brazil tuyên bố sẵn sàng đá không lương cho The Blues nếu Premier League kéo dài sang tháng 7 hoặc lâu hơn nữa. Hợp đồng của Quy luật và The Blues hết hạn vào tháng 6 năm 2020. Cầu thủ 31 tuổi không đồng ý gia hạn để ra đi tự do vào hè 2020. Rời Paris, Neymar về quê. Như nhiều cầu thủ Brazil của PSG, Neymar đã quyết định trở lại quê nhà để tránh COVID-19 và luyện tập duy trì thể lực thay vì ở lại Paris. Tiền đạo 28 tuổi vừa trở lại Brazil trên chuyến bay riêng.